bạn là chú khỉ, con nhện, con tắc đặc biệt. Chiếc công tắc của khỉ gắn ở sau lưng, hãy chạm vào là lưỡi nó tự thể ra như thế này nè. Lưu ý là chỉ gãi ở ngay giữa lưng của bé khỉ thôi nhé. Nếu bạn vô tình gãi lệch sang phía chân là sẽ ăn một cú tát cảnh cáo đó. Không có tại tức quá. Ngộ quá, tay gãi cho. Hay vậy là bạn. Con gì chọc bạn chứ đâu chọc bạn. Gọi là bé khỉ thôi, chứ khỉ năm nay cũng 8 tuổi rồi, tương đương với khoảng 50 tuổi người. Nó từng bị đột quỵ một lần vào đầu năm 2023, may mắn sống sót. Nhưng di chứng để lại là dáng đi của nó bị nghiêng sang một bên. Với gương mặt tịt hài hước và thân người mập tròn, khỉ vẫn được rất nhiều anh chị khách yêu mến. Kiểu nhìn mặt nó là đã thấy vui rồi, mà chọc nó còn vui hơn. Vì cái mỏ nó tịt thế kia nên nó có cắn được ai đâu. Trời đất ơi, chị chờ con nãy giờ nè, thế làm gì mà lâu dữ vậy? Nói chung bà nào thích kiểu chọc chó, thích cảm giác mạnh thì có thể chơi với bé này. Mà chơi với nó 5 đến 10 phút một lần nhé. Chứ nó sung quá mà lên máu lần nữa là tôi bắt đền á. Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Nói thế thì chịu rồi, biết sao giờ. Không biết nước đổ quê được không. Nói thế thì chịu, thua. Các bạn gặp khỉ và đồng bọn của hắn tại cà phê nếu cắt về nhé.